bạn muốn hẹn hò. Chương trình được sự tài trợ bởi nhãn hàng Yêu Man Gel, thuốc dạ dày chữ Y bảo vệ niêm mạc, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Bây giờ Quỳnh Linh và Cát Tường sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn hai cặp đôi, và Quỳnh Linh Cát Tường cũng sẽ làm chiếc cầu nối để họ có thể bấm nút hẹn hò với nhau, tiến tới những điều xa hơn quý vị nha. Không biết là có bấm nút hay không, quý vị chờ xem theo dõi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến cặp đôi đầu tiên. Hả bạn? Em thích một người mà nói nhảm nhảm mà nói ăn nói phải có duyên một xíu. Không thích bạn nam hút thuốc. Dạ, trước thì ngày một gói, mà tiết chế lại ngày nửa gói. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mình giới thiệu đi em. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Và em chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Vũ Thị Mị. Em năm nay... Dạ, Mị Nương ạ. Mị Nương. Dạ, năm nay em 29 tuổi. Và hiện tại thì em đang làm biên tập viên nội dung của một công ty thương mại điện tử. Em ở Nam Định nhưng mà hiện tại thì đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, em xin kính chào toàn thể quý vị khán giả, anh Quyền Linh và chị Cát Tường dễ thương cùng người bạn chơi bên kia. Em tên là Trần Quỳnh Nam, năm nay em 30 tuổi, em đang làm bên nội thất, là trang trí nội thất nhà cửa. Em là làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở bên Thủ Đức, quận Thủ Đức. Thủ Đức, rồi quê em ở đâu? Dạ, quê gốc của em thì ở ngoài Hòa Bình. Em ở thành phố là ở chỗ nào, làm việc ở chỗ nào? À, em ở Thủ Đức và làm việc ở quận Tân Bình. À, Thủ Đức luôn ha, vậy là cũng gần cái bên anh kia rồi ha. Phải đi làm tối về Thủ Đức là gặp được đó em. Rồi, thuận lợi trong cái việc hẹn hò. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Mỹ? À, cũng hòa đồng. À, cũng biết kiểu quan tâm đến người khác. Còn điểm yếu thì hơi nóng tính một xíu. Nói lại khi mà giận lên thì hay im lầm lì xíu. Và mọi người bảo là cái tính đấy thì làm cho mọi người hơi áp lực một xíu. Hơi căng thẳng đúng không? Dạ. Rồi, còn bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Cái điểm mạnh của em là em có thể chơi được rất là nhiều môn thể thao. Ví dụ như đá bóng, bơi lội hay là điền kinh. Điểm yếu của em thì cũng khá là nhiều. Đặc biệt là cái vấn đề nấu ăn là em không biết nấu. Không sao, trai mà, còn gì nó yếu nữa không? Và hậu đậu nữa, hay quên đây. Hậu đậu không? Có tật xấu gì không? Hút thuốc. Hút thuốc hả? Dạ. Hút nhiều không? Dạ, trước thì ngày một gói, bây giờ em tiết chế lại ngày nửa gói. Trời ơi, thôi bỏ bớt đi em, giờ ngày thì từ 3 điếu, rồi từ từ 2 điếu, 1 điếu, rồi quỷ diệt nó luôn đi em. Chỉ là tại chưa có động lực thôi, có thì sẽ bỏ. Cái tướng cũng đẹp trai thế này, lý do tại sao ấy? À, trước giờ thì em cũng có hai mối tình chính thức rồi. Đấy, một cái thời cấp 3, yêu được hơn một năm. Thì khi đó em từ ngoài Bắc em vô trong Sài Gòn em học á, thì từ đó là cũng xa nhau xa rồi. Xa cách lòng. Dạ đúng rồi. Rồi mối tình thứ hai nữa là em vô trong cao đẳng quen hơn một năm. Rồi ra trường thì mỗi người một hướng. Dạ. Bây giờ chúng ta phải rút kinh nghiệm để chúng ta có mối tình thứ ba này là mối tình cuối cùng luôn. Dạ dạ. Được chưa? Dạ, thì trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em có một mối tình thời sinh viên, cách đây cũng lâu lâu rồi. Quen nhau được khoảng 1.5 năm. Và chia tay vì nhà quê anh đấy ở ngoài Đà Nẵng, nên là học xong anh đấy về quê để làm việc luôn. Cũng lại là xa mặt cách lòng. Dạ. Mình cũng dễ thương, xinh xắn. Thì lý do tại sao mình vẫn chưa tìm được người cho mình? Thời gian đầu thì công việc nó cũng hơi khó khăn đó. Nên là mình tập trung vào công việc trước. Và bây giờ ổn định rồi. Bây giờ thì ổn định rồi thì có thể là nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhìn là xung quanh không thấy ai hết. Giờ nghĩ cái người mà cùng lập gia đình với em là người như thế nào? Dạ em thích một người mà có hoạt ngôn một xíu á. Nhưng mà không phải là kiểu mà nói nhiều mà nói nhảm nhảm mà nói ăn nói phải có duyên một xíu á. Có duyên nữa hả? Dạ. Có gì luôn. Dạ một người mà vui vẻ, không thích nhậu, không thích bạn nam hút thuốc. Bên đây chỉ kẹt cái hút thuốc ngày nữa gói thôi. Ủa là bạn nam có nhậu không em? Dạ cũng lâu lâu em cũng vẫn đi nhậu với khách hàng và mấy cái anh đồng nghiệp chị Tường. Vậy là để giao lưu đồ được phải không? Dạ đúng rồi. Mẫu người của em, lý tưởng của em là thế nào? Cao thấp rồi trắng đen thế nào? Một bạn nam cao khoảng 1m7. Ngon lành. Dạ. Ngoại hình thì sáng sủa và ăn mặc thì chỉnh chu một xíu. Dạ. Quá chỉnh chu. Em không thích tính gia trưởng. Gia trưởng. Dạ. Bạn trai có gia trưởng không em? À, dạ không gia trưởng nhưng em có quyết đoán và em khá là quyết liệt trong công việc. Sao em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm đó em? À, em nghĩ là em đáp ứng được khoảng 70%. 70%. Quá tốt, cố gắng 30% nữa nha. Dạ.
Rồi mẫu người của em là sao em trai? Em chỉ cần một bạn nữ hiền, là biết yêu thương mọi người xung quanh. Rồi. Và yêu động vật, đặc biệt là em rất thích nuôi chó. Em có thích nuôi chó không? Em hơi sợ chó. Sao vậy? Thôi có bị chó cắn mà hay sao sợ chó? Không, tại vì em sợ mấy con vật có lông á. Nên em rất sợ mấy con chó, em không dám sợ động vật chó. Người có lông có sợ không? Người có lông thì không. Người có lông thì không mà đâu. Không, anh nuôi là anh sẽ nhốt lại em ơi. Anh không có thả cho nó chạy đúng đúng. Nhà em nuôi nhiều chó lắm hả em? Dạ em chào chị. Trời, đẹp trai cao ráo quá ha. Có nuôi cô nàng bên này cũng xinh lắm đó. Dạ. Em có nuôi một con chó Phú Quốc. Dạ thì em là em thích nuôi chó lắm nên là em thấy ai mà đánh đập là em cũng thấy cũng không ưng lắm. Không đánh đập ai đâu mà con gái đi đánh không có đánh đập động vật. Nhiều người lắm. Bây giờ giả tỷ em đang nuôi con chó mà giờ em lấy vợ về cô này về là cổ bắt em phải bỏ con chó đó đi thì em có bỏ không? Không, chắc là em không bỏ đâu, nhưng em sẽ xây một cái chuồng ấy, tức là mình che chắn lại. Điều gì mà em không thích ở người bạn gái? Em bị sợ bạn ấy, cái thứ nhất là nói nhiều và hai là không có năng động. Em cũng kinh doanh buôn bán nên là cần một người nào đó năng động nó cùng với cái chí hướng của mình á. Thì để xây dựng cho một cái tương lai nó vững chắc. Dự định kết hôn của mình là khi nào? Dạ trong năm nay chị. Trong năm nay? Dạ. Nhanh quá vậy, mình đã chuẩn bị sẵn sàng chưa em? Em trên tinh thần là em chuẩn bị sẵn. Mình còn có giấu cái tật xấu nào nữa không? Em thì hút thuốc là cái tật xấu em. Cái đó là phải bỏ bớt. Đáng chí hay quên lắm. Với hai nữa ra đường cứ nhìn thấy cô gái nào đẹp đẹp nghi nghi nghĩa xong chạy xe cái nhìn là người ta hồi mém mấy lần tai nạn ghê vậy. Chưa có bạn gái thì được nha, chứ có bạn gái dạ. Em nhìn vậy là mệt mỏi lắm á. Em nghĩ cái này chắc là đức tính của những người độc thân ấy. Có cái đó mà nó chưa đức tính. Những gái mà là đức tính. Cái mức độ đáng trí của em là cụ thể một việc là như thí dụ gì? Thì ví dụ như cái chìa khóa xe máy hay là cái điện thoại đó là em kiếm không được. Để chế độ mà im lặng chẳng hạn là mất tiêu luôn. Là mất tiêu. Không sao đâu, mấy cái chuyện nhỏ, chuyện nào em quên vợ mới là chuyện lớn. Không, bây giờ tôi phải bàn lại với cô này. Cái vụ mà hay nhìn gái đó, em có ghen dữ lắm không? Đó là đức tính của đàn ông mà. Em thì không ghen. Không ghen. Giả tiểu giờ anh đang chở em đi chơi nè mà em thấy tự nhiên ảnh sao cái đập cổ anh cứ quẹo qua cái hướng khác không à. Cho ngắm thoải mái luôn. Đụng xe đó, anh nói em bị tai nạn mấy lần luôn. Đụng phải bị một lần rồi thì em đang ngồi sau lưng mà em. Chào em gái. Tất nhiên cái đẹp thì ai cũng phải nhìn thôi. Thậm chí những người phụ nữ thấy người phụ nữ khác đẹp cũng nhìn thôi. Nhưng vấn đề nhìn như thế nào thôi. Nhìn mà tới tay tới xe thì không được, cái đó không được. Nhưng nói vậy thôi, nó còn trẻ mà chưa có người yêu. Anh nghĩ rằng nét đẹp của em đủ để anh ấy sẽ không nhìn những nét đẹp khác nữa. Thì rất xinh gái, anh thấy cặp đôi này là xứng đôi vừa lớn. Trai tài gái sắc đó nha. Theo em để giữ một tình yêu, phụ nữ phải làm gì? Đầu tiên là sự chân thành của mình. Mình phải chia sẻ thật sự. Tiếp theo nữa là phải chăm sóc bản thân mình để mình tự bảo vệ cái hạnh phúc của bản thân mình. Quá đúng. Đàn ông nói chứ nói gì nói, cứ thấy đẹp là nhìn em. Nhưng quan trọng cái tâm của mình có hướng về vợ con không mới quan trọng. Đừng lo lắng điều đó, quan trọng là bản lĩnh của mình em nhé. Đàn trai thấy đàn gái số 1 rồi đó. Hôm nay em Mỹ đi với ai? Người thân của em là có mẹ, có bác, cái gì có anh chị và có bạn đồng nghiệp luôn. Ồ, cả nhà đã luôn ha. Đó gặp mẹ của bạn gái đi ạ. Trẻ quá. Tôi là mẹ của cháu Mỹ. Cô nhận xét về chàng trai bên kia như thế nào cô? Bạn trai hôm này thì cũng thấy có nhiều cái điểm tương đồng với gia đình ạ. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai mình không? Cái này thì để rồi là hai cháu nó gặp nhau để nói chuyện với nhau thì hai cháu nó sẽ tự quyết với nhau. Con nói gì với bác gái đi. Dạ con chào cô, hôm nay con đến chương trình này cũng mong muốn tìm được một nửa của cuộc đời mình. Thì cái duyên của con và Mỹ đến đây thì cũng mong cô cho tụi con một cơ hội để tụi con có thể tiến đến một cái tương lai nó dài lâu hơn. Nếu mà em có đồng ý và sau này tiến tới lâu dài thì con sẽ chăm sóc và yêu thương em đến hết cuộc đời. Rồi mời chị. Dạ em là chị họ của Mỹ, em là người đăng ký cái bạn đăng ký này cho Mỹ mà Mỹ không hề biết. Dạ, ý tại vì thấy nó cứ một mình nó đi đi về về thấy thương. Chị là có công lắm đó nha. Cặp này thành đôi là nhờ cái ơn của chị trước đó nha. Nên nhà trai đi với ai em? Dạ hôm nay em đi với bác ruột của em, với bạn thân, với hai chị. Cho rồi, gặp bác cái gì? Dạ, cho gặp bác trước ạ. Dạ, kính chào tất cả quý vị trong khán trường hôm nay. Dạ. Chào hai
anh chị Quyền Linh và Cát Tường rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn. Tôi là bá của Quỳnh Nam. Tôi rất là vui. Hôm nay các cháu cũng đã có được những cái bén duyên ban đầu rồi đấy. Cháu nữ ở bên này thì rất là dễ thương. Và những cái nét mà cháu đưa ra thì thấy rằng là các cháu có thể là sau này cũng có thể hai cháu mà tiến tới được với nhau thì có thể hỗ trợ để mà tăng những cái mặt mạnh của nhau và giảm bớt những cái hạn chế của nhau. Chỉ mong làm sao mà hai cháu bén duyên và có được những cái cuộc hẹn hò và các cháu tiến được tới xa hơn thì gia đình rất là mừng. Dạ, cảm ơn bác. Cảm ơn chương trình. Dạ. Kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt ha. Rồi, không gian đó là của các bạn đó. Chào em. Hôm nay đến chương trình anh có món quà tặng em. À, cảm ơn anh. Bó hoa này là anh cố tình anh lựa là 9 bông. Nó 9 bông theo cái người Á Đông mình ấy, thì nó thể hiện cho cái gọi là vĩnh cửu. Anh mong muốn là cái mối quan hệ chúng ta nó sẽ bền chặt và dài lâu về sau này. À, em cảm ơn anh. Em thấy anh như thế nào? Có đúng cái tiêu chuẩn hay cái tiêu chí như ban đầu mà em suy nghĩ không? Ừ, thì lúc nào cũng thấy là cũng giống giống. Tại vì em chưa tiếp xúc nhiều nên em cũng kiểu là chưa đánh giá được nhiều lắm. Tính cách cũng khá là vui vẻ, cởi mở. Anh thì cũng ham công việc quá rồi, cứ đi tới, đi sớm về khuya đó. Thế nên là cũng không có thời gian để mà quen hẹn hò. Thì hôm nay anh tới chương trình thì cũng mong có một cái buổi gặp gỡ và nhờ anh Quyền Linh và chị Cát Tường trao cho cái cơ hội và nhờ chương trình nữa. Thì anh hy vọng là chúng ta sẽ có một cái mối quan hệ từ nay về sau nó tốt hơn. Quen nhau thì bao nhiêu lâu thì anh có thể bỏ thuốc được ạ? Nếu mà có động lực ấy thì anh sẽ giảm từ từ. Chắc trong khoảng 1 đến 2 tháng là anh sẽ bỏ dứt. À, gần đây thì dấu hiệu tuổi tác hay là gì thì đó thì anh thấy là hút vào cảm giác nó mệt hơn. Hai công việc mình luân chuyển khá là nhiều, chạy đi chạy lại khá là nhiều nên là cái sức khỏe nó cũng không còn như cái thời 20-18 nữa. Nên anh chắc anh sẽ bỏ. Nhậu xong anh còn nói nhiều không ạ? Không, chắc chắn anh không nói. Tại vì khi anh say rồi là biết mình say. Mà mình say là mình nói những cái điều không hay, làm cho người ta không thích hoặc là không phật lòng người đó. Nên là anh tiết chế, anh không nói. Quan điểm về tình yêu anh nói như thế nào ấy? Là trung thủy, chân thành và cảm thông cho nhau. Đó là những cái yếu tố mà anh nghĩ là nó quan trọng nhất. Đó. Rồi bây giờ hai bạn hẹn hò nhau rồi, thời gian để dành cho hẹn hò sao? Em thì thường rảnh vào các ngày nào trong tuần? Công việc của em là văn phòng hành chính thì thứ bảy, chủ nhật thì em được nghỉ. Nếu mà không có hẹn với lại hội bản thân thì sẽ là rảnh. Còn anh thì anh công việc anh luân chuyển nên là anh rảnh, có khi rảnh cả tuần. Công việc của anh là anh giao toàn bộ cho người ta làm, cho thợ làm. Nên là anh chỉ có tới và anh bàn giao xong là lại đi gặp khách thôi chẳng hạn. Thế là tối rất là rảnh. Kinh doanh riêng hay là... Đúng rồi, anh đang tự kinh doanh riêng. Nhưng định hướng tương lai thế nào? Em muốn sinh mấy người con? Em thì chỉ có muốn hai người con. Con đầu lòng thì em thích là con gái. À, anh cũng thích con gái. Khả năng mình nuôi được bao nhiêu thì mình cứ sinh bấy nhiêu. Con là con gái, con thứ hai con gái luôn hả? Giống dạ, con Linh gái cũng được đó. Bây giờ thấy hai người là có gương mặt phu thê rất là giống nhau đó. Ở dưới quý vị có thấy vậy không? Nhìn nhau thật kỹ rồi nói trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Em nói chứ. Ấn tượng với anh này khá là tốt, vui vẻ, gần gần giống với cái mẫu người mà em muốn tìm kiếm, là em khá là thoải mái. Cảm ơn em. Anh thì anh thấy em rất là dễ thương, xinh xắn thì anh cũng có một cái chút gì đó gọi là bắt đầu thích. Chúng ta cảm nhận về nhau nhá, nó có sự là sự bắt đầu, quyết định bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay này, chặt nhau nào. Cặp này giống nhau thiệt đó chứ. Hôn nhau đúng rồi. Vui quá, hân hoan quá chứ đâu gì từ chối. Đúng rồi. Con xin phép cô.
Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Nệm cao su Đồng Phú của tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Các bạn sẽ nhận được một cặp gói và đặc biệt là một phiếu giảm giá 25% khi mua nệm Đồng Phú tại các chi nhánh trên toàn quốc. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Và đây là một phần quà từ nhà tài trợ Yêu Manh Gel gửi tặng hai bạn. Cảm ơn chị. Rồi, em cảm ơn anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Rồi. Ekip của chương trình đã tạo điều kiện cho chúng em hôm nay có một buổi đến đây nói chuyện và chia sẻ và mong muốn của nhau về cái gia đình sau này. Chúc chương trình có thật nhiều sức khỏe để kết nối đến những nhiều bạn trẻ hơn nữa. Rồi. Cảm ơn hai bạn nha. Chúc hai bạn sẽ sớm báo tin vui như là bao nhiêu bạn khác nha. Chúng ta cần thấy tấm thiệp trước nha. Càng nhìn càng thấy giống nhau ấy. Nắm tay đưa bạn gái đi xem phim nha. Chặt tay nhau nào. Tay nhau nha. Luôn luôn lắng nghe luôn, mình có lâu lâu mới hiểu. Rồi biết nhiều một xíu. Anh thích phụ nữ là mặc quần tây, áo trắng hoặc là quần jean thì áo bốn màu trắng. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý hẹn hò rồi. Mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Hả mạng. Mời bạn nữ. Hỏi đi em. Mời bạn nam. Mời em gái giới thiệu đi cưng. Dạ em xin chào chị Cát Tường ạ. Chào anh Quyền Linh và chào mọi người đang ở trường quay ạ. Và chào anh bên kia. Em tên là Đặng Thị Nhâm ạ. Năm nay em 26 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Công việc hiện tại của em là kế toán ạ. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Nghệ An chị. Dạ. Rồi mời bạn trai. Dạ em xin chào anh Quyền Linh ạ. Dạ, em xin chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Phan Nhật. Hiện tại là em sinh sống và làm việc tại trung tâm dạy nghề lái xe dầu khí. Nghề nghiệp của em là giáo viên dạy thực hành. Còn quê em thì miền Cát Trắng, Quảng Trị. Quảng Trị đến Nghệ An cũng không xa lắm ha. Muộn về nhà bạn gái là phải đi ngang nhà em. Về nhà bạn gái đi ngang nhà em. Tiện quá ha. Em làm việc ở đâu em? Dạ, em làm ở huyện Tân Thanh, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu hả? Dạ. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi nha. Em giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của em đi. Dạ, điểm mạnh của em đó là em biết hát ạ. Em biết nấu ăn. Thì cái món ấn tượng của em đó là món trứng luộc ạ. Trời ơi, ấn tượng lắm hả? Em luộc trứng thì sao mà ấn tượng? Tại dễ chị. Vậy mai một anh về anh luộc rau cho em là được rồi. Dạ, em thích rồi đó anh. Em rất là yêu động vật. Đặc biệt là em rất là thích chó. Em nhớ là ngày xưa nhà em có nuôi một đàn chó con á. Thì em buổi tối em không có ngủ ạ. Mà em canh bắt muỗi cho chó chị. Cuối cùng chó ngủ ngon lành, còn em thì bị muỗi cắn á. Trời đất ơi, bắt muỗi cho chó, chó ngủ mình bị muỗi cắn. Dạ. Thì bây giờ còn nuôi con nào không? Dạ, em vào đây thì ở nhà vẫn nuôi. Khuyết điểm của em thì em dễ giận á. Nhưng mà em giận có tâm lắm, có nghĩa là em tự giận rồi em tự hết á. Tại mình giận không ai năn nỉ hết, thôi tự hết luôn cho em ơi, cho anh hỏi đi lúc... chị. Em ơi, vâng cho anh hỏi lúc mà em giận lên em có cặn có bẩu gì không? Không, em giận hiền lắm anh, em im lặng thôi ạ. Em cũng rất là biết ướt đó chị. Dạ. Rồi khóc rồi có ai dỗ không hay tự khóc tự nín luôn? Dạ, tự lấy thau với khăn vắt nước mắt thôi. Thau với khăn luôn hả? Vâng. Khóc nhiều lắm hả em? Anh biết lâu vì sao mà ngoài quê hay luộc rồi đó. Bạn trai bên kia rồi có hay dỗ bạn gái không? Có kinh nghiệm gì dỗ bạn gái? Bạn gái khóc không? Không biết dỗ. Em là cái ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Dạ, em ưu điểm thì em tự lập từ nhỏ. Thì nấu ăn thì nói chung nấu được, làm việc nhà thì ok. Nghe cái tình trường là chưa có kinh nghiệm gì hết hả em? Dạ nói chung là cùng cỏ mà chia tay lâu quá rồi, lâu ngày rồi mà mình chưa gặp có người nào để mình chia tay. Bao lâu rồi? Cùng mười mấy năm rồi. Quen mấy năm mà chia tay mười mấy năm rồi? Quen nhau một năm rưỡi mà chia tay khoảng 13-14 năm rồi. Từ đó đến giờ không có mối tình nào nữa hả? Cùng có quen mà những người mà em quen thì không quen em. Tình đơn phương. Vậy là chỉ có một mối tình hồi coi gì? Như này là chung thủy lắm đó. Hồi xưa thôi. Còn em thì sao? Để em tính thế nào. Thực chất là chưa có mối tình nào hả chị? Để tính coi mà chưa có mối tình nào hết. Dạ, tại râu ria thì mình bỏ qua, chính thức thì chưa. Vậy là có nắm tay chưa? Dạ, có nắm tay bạn trai rồi, bạn trai ở lớp đó chị. Hôn má chưa? Chưa, chưa luôn hả? Vâng. Bữa nay là có hôn má đó nha. Vâng. Bây giờ mong muốn mình tìm một mẫu người bạn trai như thế nào em? Đầu tiên là phải chững chạc, điềm đạm rồi luôn luôn lắng nghe nhưng đừng có lâu lâu mới hiểu ấy. Bạn trai phải tâm lý nữa. Rồi biết nhiều một xíu là bởi vì nhà em là có 5 ông anh rể mà toàn cao thủ không.
nhậu chút xíu thì đi kiếm bạn trai nhậu chi vậy? Là nhậu chút xíu thôi chị, chứ đừng có mà ngày nào cũng nhậu. Để đủ giao lưu thôi ha. Dạ. Tại vì em cũng biết chút xíu. Em cũng nhậu luôn hả? Vâng, thì buồn cũng làm ít thôi chị. Mấy chai? Thì tầm cỡ 2-3 lon gì đó. 2-3 lon. Dạ. Rồi cũng được. Đừng có hút thuốc á. Anh có hút thuốc không anh? Có. Nói chung là thích hút mướn thích thì thôi chứ không có ghiền. Anh chưa có ghiền cái gì hết á. Cái gì cầm lên được là anh bỏ xuống được à. Chỉ có anh lúc nào anh buồn thì anh mới cầm một điệu lên anh hút. Mỗi lúc một tháng anh hút một điệu cũng có. Mà lúc một năm anh hút điệu nào cũng có. Anh không có ghiền thuốc. Nên lúc nào buồn cứ nói chuyện với em đừng hút thuốc anh. Dạ thì sau này nếu mà ở chung một nhà mỗi lần anh cầm điều thuốc lên em biết đó. Vâng. Biết là anh buồn rồi đó. Thì đừng bao giờ em làm anh buồn nên khỏi thuốc đúng không? Dạ. Em thích một người bạn trai lạnh lùng một xíu. Nhìn thấy gái lạnh lùng ấy chị. Trời. Là bơ với gái luôn hả? Bơ luôn. Rồi người ta lạnh lùng với em luôn thì sao? Không, chỉ mỗi em là đừng có lạnh lùng thôi. À, lạnh lùng với em thôi. Còn à, không lạnh lùng với em. Vâng, vâng. Không phải lạnh lùng với tất cả các cô gái khác. Đúng rồi chị. Dạ. Nhưng mà em yên tâm đi, anh này mười mấy năm mà không có người yêu thì em hiểu rồi. Biết anh lạnh cỡ nào rồi. Anh lạnh cỡ nào, lạnh ngắt luôn rồi đó. Quan trọng bây giờ hôm nay em làm anh nóng thôi. Vâng. Rồi bây giờ anh tìm mẫu người bạn gái hay sao anh trai? Em thích phụ nữ là mặc quần tây, áo trắng hoặc là quần jean thì áo bốn màu trắng, rất là đẹp, tóc dài, biết suy nghĩ cho người khác, biết chăm lo cho gia đình. Còn về vấn đề mà người phụ nữ thì có thể là em chăm sóc cho họ, còn họ chăm sóc cho con này em là được rồi. À. Điều gì em không thích ở người phụ nữ? Hiền quá. Nếu mà hiền quá là chồng hư. Trời. Thì là chắc anh này anh cũng hư lắm, anh sẽ cần cái người dữ dằn, cao tay ấn một chút. Em đừng có hiền nha. Để học hay đó. Hiền quá chồng hư á. Mà ra đường dạ, em, dạ, đường em có hay nhìn gái không? Dạ, đàn ông mà chị cũng có. Nhưng mà cô này là cổ tuyệt đối cấm, chỉ được nhìn mình cổ thôi. Cái này là tuyệt đối cấm. Ra đường là phải lạnh băng, cổ dữ lắm. Em đòi không chịu tìm người hiền. Cô này cổ dữ lắm á. Ra ngoài đường mình nhìn cô ấy đâu biết đâu. À, nhìn lén hả? Dạ, đúng rồi. Thì nhìn gái toàn liệt không, nhìn thẳng được. Anh ơi, em có giác quan thứ 6 thì anh nhìn lén em biết hả? Ghê chưa? Em ơi, giác quan thứ 7 chủ nhật anh cũng lo chứ thứ 6 làm gì. Mạnh miệng dữ. Kế hoạch kết hôn của em sao? Càng sớm càng tốt. Mình đã chuẩn bị những gì rồi? Dạ, em thì nhà cửa thì có hết rồi. Nói chung thiếu gì hết. Mỗi thiếu nợ. Em nói thật đó. Thiếu ngân hàng để tiền lấy tiền làm ăn đó đúng không? Dạ. Bây giờ em ở Vũng Tàu, cô này ở thành phố. Thì kiểu như hẹn hò thì bao lâu là em mới thăm cổ đi chơi, đưa cổ đi chơi đồ được? Công việc của em á thì dạy lại xe ô tô cho nên thường là em rất bận vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Còn ngày trong tuần thì có thể sắp xếp được. Bao lâu thì lên thăm cổ được một lần? Tùy theo tỷ nửa bốn mắt nhìn nhau. Chứ bây giờ hứa thì làm sao? À, mình thích thì sẽ đúng nhiều lần, mà ít không thích là đúng, động lực càng cao đi càng nhiều. À. Rõ ràng vậy đúng rồi. Được. Đúng không? Rất là bản lĩnh, rất là tự tin. Rồi, triệu like không chị? Hả? Có triệu like không chị? Không, chị thì chỉ có một like thôi em, làm gì mà triệu like dữ vậy? Rồi, bạn gái, em có ngại đường xá xa xôi không? Yêu nhau mấy nước cũng đẹp, mấy nước cũng trèo. Vấn đề chỗ là anh này nghề nghiệp ổn định nè, ha. Nói anh nói vui thôi. Chứ mười mấy năm anh không có người yêu thì chắc chắn anh cũng rất là chững chạc. Chứ nếu không cái chục mối tình rồi. Dạ. Anh lấy em về Vũng Tàu làm dâu em chịu không? Dạ thì nếu mà yêu nhau thật lòng thì đâu cũng được anh. Đâu cũng được đúng không? Dạ. Em có cái mẫu người lý tưởng nào không? Dạ, như anh là được rồi. Như anh hả? Dạ. Anh này anh ốm hơn anh đẹp trai hơn anh, anh duyên hơn anh. Dạ, em vì em thích nữa. Thích nữa đúng không? Dạ. Anh hơi mập. Khoe làm chi vậy, người ta nhìn ta biết rồi còn khoe nữa. Thiệt, giấu bớt đi. Thôi, đàn gái cũng có duyên, cũng dễ thương ha. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ, em đi với hai chị gái và bạn của em. Dạ, em xin chào anh Quỳ Linh. Rồi, chào và em. Chị Cát Tường dễ thương cùng toàn thể quý vị khán giả. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, em thấy bạn trai bên này tính tình cũng hiền lành, nói chuyện cũng dễ thương, ngoại hình thì hơi gầy chiếu. Ở nhà thì Nhâm là tuy vui vẻ, hoạt bát với sống hoạt động là vậy, nhưng em ấy sống rất là nội tâm. Có chuyện gì buồn, vui buồn gì là ít tâm sự cùng ai lắm, mà giấu mình là khóc rồi. Cho nên đến với chương trình, chị mong hai em là có thể cho mình một cơ hội tiến xa hơn, và xa hơn nữa là có thể là hôn nhân. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Anh trai đi với ai? Dạ. Em đi với em trai ruột và em gái. Ruột luôn. À. Dạ, em xin chào chị Cát Tường xinh đẹp. Em chào anh Quyên Linh dễ thương và chị gái bên này ạ. Theo em nhận xét, chị gái ở bên này cũng là khá dễ thương, búp máp, không quá gầy. Nói chung là phù hợp với tiêu chí của anh em tìm kiếm ạ. Anh trai của em cũng rất là nóng tính, nhưng mà em nghĩ cái sự nóng tính đó chị sẽ kiềm lại được.
Và hiện tại thì anh em cũng có nhà riêng rồi, ở một mình rất là đơn độc. Nói chung là ông ở nhà riêng ở một mình thôi, nên cũng mong có vợ để về ở với ông cho vui. Em xin cảm ơn ạ. Em nghĩ thì anh chị nên cho mình một cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, bây giờ kéo màn lên ha. Hai người này bổ trợ cho nhau được đó. Thì lần đầu tiên em nhìn thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh cũng hiền, cũng chân thật. Nói chung là nhìn ở bên kia thì em cũng thấy thích rồi. Từ bên nào anh? Bên tấm rèm chưa kéo xuống á. Để em gặp nhau đâu ngoài đường anh? Anh thấy em sao? Trông như em gái vừa nói xong. Anh có quan trọng về ngoại hình không? Người đàn ông nào cũng có hết á. Anh thấy em như thế này là ổn chưa? Nói chung thì về mặt băng chúng thì cũng ổn. Làm như đi coi mặt bằng. Còn cái mặt bằng riêng là chưa biết không? Anh có thích đi du lịch không? Đi du lịch thì hầu như ai thích đi. Anh thì vậy thôi. Tại vì em rất là thích đi du lịch. Là em hy vọng nếu mà mình có hội thì mình cùng nhau đi du lịch. Anh có thích đọc sách không? Không. Anh ngày xưa anh đi học là đọc truyền thì anh chỉ có xem hình, cũng có đọc chữ. Đọc chữ nhiều mệt, xem hình cho nhanh. Hẹn hò như thế nào? Đúng rồi. Đó đúng hồi rồi. Nãy em nói là khi nào phải thấy mặt rồi mới biết được. Tuần lên mấy lần rồi em chia sẻ với tuần lên đi. Mấy lần anh? Có thể là tuần nếu mà được thì có thể là lên 2-3 lần. Có thể là 1 lần. Xa lắm à. Giờ anh rảnh buổi nào? Không có biết được được. Bởi vì phụ thuộc vào học viên. Bây giờ trong trường thường là dạy lại mà không giống như là kiểu dịch vụ vậy đó. Mình phải làm cho hài lòng khách. Thời gian là không hứa được. Đúng rồi, họ rảnh giờ nào mình phải dạ, tập lái cho họ giờ đó dạ. Đúng không? Em thấy anh ít hỏi quá. Anh đang nhìn đó. Anh có thấy sét, có thấy tia sét nào? Thử cấp tay này, có thử tay có truyền được điện không? Đúng rồi, tay có đổ mồ hôi nhiều không? Dạ. Cầm lâu lâu chút đi. Cầm đi, chừng nào mà thấy ướt mồ hôi mới được. Cầm vô, cầm chặt hai tay. Lấy để mình. Ướt luôn cho ướt. Cầm tay rồi thấy gì? Em thấy lạnh thôi chứ không có thấy nóng từ sét gì cả. Em sẽ nói trước nha. Em nghĩ là mình đến đây là một cái duyên rồi. Thì em hy vọng là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, bạn trai sau khi nắm tay xong thì mình cũng phát biểu cảm nghĩ của mình hiện tại như thế nào. Rồi chúng ta quyết định. Anh suy nghĩ đi. Cho suy nghĩ tới sáng đó. Có lẽ là anh em mình tới đây là gặp nhau coi như là có duyên. Anh là người đàn ông thích nói thật chứ không giả dối. Dạ yeah. Thì thật lòng anh luôn. Thì chắc anh em mình không có cảm xúc. Dạ yeah. Cảm ơn anh. Cảm ơn hai bạn yeah. Hãy đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Cảm xúc của mỗi cá nhân là chúng ta nên tôn trọng. Nhân duyên để gặp nhau ở đây, có những phút để trò chuyện với nhau. Bây giờ chúng ta hãy cảm nhận lại về cái suy nghĩ của mình, về cảm xúc của mình từ nay đến giờ để đưa ra quyết định. Đủ cảm xúc thì chúng ta bấm, không thì chúng ta có quyền không bấm. Đó là quyền lựa chọn của mỗi người. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Có thể là các bạn có duyên nhưng chưa có phận với nhau. Đừng lo lắng gì cả. Có thể chúng ta sẽ trở thành những người bạn rất tốt. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Dạ, cảm ơn chị. Và đây là phần quà của nhà tài trợ Human Gel gửi tặng hai bạn. Rồi, mỗi bạn sẽ nhận được một chiếc gói cao su Đồng Phú của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Cảm ơn hai rồi, bạn đã tham gia chương trình. Không sao cả thưa quý vị, đó là quyền cá nhân của mỗi người. Ngày hôm nay thì một cặp đôi đã đồng ý hẹn hò, cặp đôi không đồng ý hẹn hò. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng tôi vẫn còn câu lạc bộ của bạn muốn hẹn hò. Rất nhiều bạn chúng ta có thể offline để gặp nhau, để chia sẻ. Biết đâu ở trong đó chúng ta sẽ gặp được một nửa yêu thương của mình quý vị nha. Chúng ta có thể theo dõi là chương trình trên cổng thông tin Love TV. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y bảo vệ niêm mạc, giảm nhanh cơn đau dạ dày đã tài trợ cho chương trình. Nguyễn Linh và Cát Tường xin chào tạm biệt.